Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng, khiến một người bị vùi lấp tử vong, ba ngôi nhà và hai hàng quán bị đổ sập. Sau khi huy động lực lượng tìm kiếm xuyên đêm, đến khoảng 6 giờ 5 phút ngày 17 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể một người đàn ông 45 tuổi, trú thôn Như Lệ, bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Ông Hồ Dũng, 57 tuổi, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ nhớ lại. Đang ngủ, nghe tiếng xé tôn, nên chạy ra thì thấy ngôi nhà cạnh bên sạt, đổ sập xuống. Thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà có hai cha con. Khi chạy xuống thì chỉ kịp bồng cháu nhỏ lên từ đống đổ nát. Cháu bé nói, chú ơi, ba cháu bị đè chân phía dưới, kêu người cứu ba cháu với. Tuy nhiên khi nói xong thì khu vực trên lại xuất hiện đợt sạt nên không thể tìm được vị trí nạn nhân. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện chính quyền địa phương tiến hành thăm hỏi, động viên và lo mai táng cho nạn nhân bị mất trong vụ sạt lở. Tỉnh chỉ đạo cắt cử lực lượng trực gác đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực sạt lở, khẩn trương di dời người dân về nơi ở mới đảm bảo an toàn. Về lâu dài, tỉnh cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền tăng mức hỗ trợ cho người dân thuộc diện di dời vùng có nguy cơ sạt lở để người dân an tâm di dời về khu tái định cư mới.